Kiev nói Nga rút quân là nghi binh, Mỹ không huấn luyện lính Ukraine. 1 tháng 4 năm 2022. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, quân đội Nga rút đi là để chuẩn bị cho những đợt tấn công mạnh mẽ mới. Nếu Hàn Quốc vì bất cứ lý do gì, cho dù là do đánh giá sai lựa chọn hành động quân sự như tấn công phủ đầu, tình hình sẽ thay đổi, thì chúng tôi sẽ coi nước này là mục tiêu quân sự. Em gái ông Kim Jong-un đe dọa Triều Tiên có thể dùng vũ khí hạt nhân. Em gái ông Kim Jong-un ngày 5 tháng 4 nói Triều Tiên phản đối chiến tranh, nhưng nếu Hàn Quốc chọn đối đầu quân sự hoặc tấn công phủ đầu, thì lực lượng hạt nhân nước này sẽ hành động. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 5 tháng 4, Kim Yo-yong, em gái chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, nói rằng Bình Nhưỡng phản đối chiến tranh bởi điều này sẽ khiến bán đảo đổ nát. Triều Tiên cũng không coi Hàn Quốc là kẻ thù chính. Nói cách khác, điều đó có nghĩa trừ khi quân đội Hàn Quốc thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào chống lại đất nước tôi, thì chúng tôi sẽ không coi nước này là mục tiêu quân sự, bà Kim nói. Tuy nhiên, nếu Hàn Quốc vì bất cứ lý do gì, cho dù là do đánh giá sai lựa chọn hành động quân sự như tấn công phủ đầu, tình hình sẽ thay đổi, bà nói thêm. Lúc đó, chính Hàn Quốc sẽ thành mục tiêu. Nếu quân đội Hàn Quốc xâm phạm dù chỉ một tấc lãnh thổ Triều Tiên, họ sẽ phải đối mặt với thảm họa khủng khiếp không thể tưởng tượng, và lực lượng tác chiến hạt nhân Triều Tiên chắc chắn sẽ phải thực hiện nhiệm vụ, bà nhấn mạnh. Bà Kim Yo-yong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh Reuters, đây không chỉ là đe dọa. Đây là lời giải thích chi tiết về phản ứng của chúng tôi đối với hành động quân sự liều lĩnh có thể xảy ra của Hàn Quốc, bà Kim nói, đồng thời lưu ý Hàn Quốc có thể tránh điều này bằng cách từ bỏ giấc mộng tuyệt vời về việc tung ra đòn tấn công vào quốc gia có vũ khí hạt nhân. Bà Kim Yo-yong cũng nói rằng việc Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc gần đây đưa ra nhận xét về khả năng tấn công nhằm vào Triều Tiên là một sai lầm rất lớn. Vào cuối tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Seoul cho biết quân đội Hàn Quốc có nhiều loại tên lửa với tầm bắn, độ chính xác và uy lực được cải thiện đáng kể, với khả năng bắn chính xác và nhanh chóng bất kỳ mục tiêu nào ở Triều Tiên. Đây là tuyên bố thứ hai sau tuyên bố bà Kim và một quan chức Triều Tiên khác đưa ra vào hôm 3 tháng 4. Tuyên bố lên án những nhận xét đó, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phá hủy các mục tiêu chính ở Seoul nếu miền Nam thực hiện bất kỳ hành động quân sự nguy hiểm nào. Triều Tiên đã bắn thử một loạt tên lửa trong thời gian gần đây. Các quan chức ở Seoul và Washington lo ngại nước này có thể tiếp tục chuẩn bị thử vũ khí hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017 trong bối cảnh các cuộc đàm phán bị đình trệ. Chúng ta đang chứng kiến binh sĩ Nga rút lui khỏi khu vực phía bắc thủ đô Kiev, những khu vực xung quanh hai thành phố Chernihiv ở phía bắc và Sumy ở hướng đông bắc. Nhưng việc rút lui trên chỉ là chiến thuật của người Nga. Chúng tôi hiểu ý định của họ. Chúng tôi biết họ đang lên kế hoạch cũng như đang làm những gì, hãng tin AP dẫn lời ông Zelensky nói đêm 31 tháng 3. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Chúng tôi biết rằng họ đang đi khỏi những khu vực gặp phải sự kháng cự, để tập trung vào những vùng quan trọng khác. Ở đó, chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn, ông Zelensky nói thêm. Theo Tổng thống Ukraine, dù tất cả người dân Ukraine đều muốn chiến thắng nhưng, sẽ còn nhiều trận chiến ở phía trước, và Ukraine vẫn phải đi qua chặng đường khó khăn đó. Tướng Mỹ bác bỏ việc huấn luyện cho binh sĩ Ukraine. Quân đội Mỹ đóng ở Ba Lan hiện không huấn luyện cho bất kỳ người lính hay đơn vị chiến đấu Ukraine nào. Có nhiều hàng viện trợ đã được cung cấp cho phía Ukraine, nhưng đó chỉ là những chuyến hàng, chúng đến và đi. Hiện chúng tôi không huấn luyện cho binh sĩ Ukraine, Tổng tham mưu trưởng lục quân Mỹ James McConville nói với trang tin Task and Purpose hôm 31 tháng 3, giờ Mỹ. Phát biểu trên của tướng McConville được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một bài phát biểu hôm 28 tháng 3 đã đề cập tới việc binh sĩ Mỹ đóng ở Ba Lan đang giúp đỡ những người lính Ukraine trong việc huấn luyện. Điện Kremlin phản ứng trước việc Ba Lan muốn Mỹ đặt vũ khí hạt nhân sát Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin cảnh báo rằng việc triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan sẽ dẫn đến căng thẳng hơn nữa ở châu Âu. Trong một cuộc phỏng vấn với Gazeta Polska cách đây ít ngày, Phó Thủ tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski, đồng thời là lãnh đạo của Đảng Pháp luật và Công lý PiS cầm quyền, đã tuyên bố rằng ông muốn vũ khí hạt nhân đến với Ba Lan, nhưng, với tư cách là một chính trị gia có trách nhiệm, tôi phải đánh giá ý tưởng này là không thực tế. Phó Thủ tướng Ba Lan Kaczynski muốn Mỹ đặt vũ khí hạt nhân tại Ba Lan, ảnh Internet. Tiếp đến, trong một cuộc phỏng vấn với Die Welt của Đức vào cuối tuần qua, Kaczynski tuyên bố rằng vũ khí hạt nhân của Mỹ nên được triển khai trên lãnh thổ của các nước Đông Âu. Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Ba Lan, Mỹ phải là phía chủ động trong vấn đề này. Đồng thời, ông cho rằng, một trong những tư lệnh của NATO nên được trao cho người Ba Lan và đó sẽ là một tín hiệu rõ ràng đối với Moscow. Moscow, phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov đã được đặt câu hỏi về phản ứng của Nga trước những phát biểu của Phó Thủ tướng Ba Lan. Ông Peskov cảnh báo rằng việc triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan sẽ dẫn đến căng thẳng hơn nữa ở châu Âu. Người phát ngôn của Điện Kremlin thông báo, đường lối được các nhà lãnh đạo Ba Lan thông qua gần đây làm dấy lên lo ngại sâu sắc do khả năng gia tăng căng thẳng hơn nữa trong khu vực.
Trong bản tin từ cơ quan mà chúng tôi đọc được, Chủ tịch Pitt tuyên bố rằng, Ba Lan sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ của mình, điều này sẽ tạo thành một mối đe dọa chống lại Nga. Vài ngày sau khi Nga tiến quân vào Ukraine, Tổng thống Nga, Vladimir Putin, đã đặt các lực lượng răn đe chiến lược dựa trên hạt nhân của Nga trong tình trạng báo động cao. Cũng trong lần phỏng vấn với Die Welt của Đức, ông Kaczynski đã dành những lời chỉ trích mạnh mẽ nhất cho Berlin khi phát biểu, trong những năm qua, chính phủ Đức không muốn thấy những gì Nga đang thực hiện dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Nga Vladimir Putin và chúng ta được chứng kiến kết quả ngày hôm nay. Ông nói thêm, Ba Lan không hài lòng với vai trò của Đức ở châu Âu. Ông trách móc Berlin vì đã tìm cách xây dựng lại những gì mà cựu thủ tướng thế kỷ 19 Otto von Bismarck đã theo đuổi cho sự thống trị của Đức nhưng sát cánh với Nga. Phó Thủ tướng Ba Lan đặc biệt lên án Berlin vì đã không cung cấp đủ vũ khí cho Ukraine và từ chối lệnh cấm vận, ít nhất là đối với việc nhập khẩu dầu từ Nga. Kaczynski nêu con số, điều quan trọng cần biết là Nga thu được doanh thu từ bán dầu cao hơn gấp 4 đến 5 lần so với bán khí đốt. Phó Thủ tướng Ba Lan nói thêm, chúng ta không thể tiếp tục hỗ trợ vĩnh viễn một cường quốc như Nga bằng cách trả hàng tỷ USD. Trước cuộc tiến quân của Nga vào Ukraine ngày 24 tháng 2, Đức đã nhập khẩu 55% khí đốt tự nhiên, một nửa than và khoảng 35% dầu từ Nga. Bầu Đức, rớt top 10 dầu nhất Việt Nam, túi tiền chưa bằng 1/20 Phạm Nhật Vượng. Thị trường hơn một năm trước. Động thái bán cổ phiếu để làm tài sản hỗ trợ của Bầu Đức đã khiến ông trượt dài trên bảng xếp hạng nhà giàu Việt. Dấu lớn xem thêm, Phạm Nhật Vượng chính thức lọt top 500 người giàu nhất hành tinh. Mới đây, công ty cổ Hoàng Anh Gia Lai HAG đã gửi báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, ông Đoàn Nguyên Đức, Bầu Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HAG đã bán 23 triệu cổ phiếu HAG mà ông nắm giữ. Ông Đoàn Nguyên Đức, Bầu Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Hoàng Anh Gia Lai. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 30 tháng 10-20 tháng 11 năm 2017, theo phương thức thỏa thuận. Mục đích ông Đoàn Nguyên Đức bán cổ phiếu để dùng làm tài sản đảm bảo hỗ trợ Hoàng Anh Gia Lai tái cơ cấu nợ vay. Ông Đức hiện đang dùng gần 145 triệu cổ phiếu HAG làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay là trái phiếu cho các trái chủ gồm Ngân hàng Bản Việt, Ngân hàng Bắc Á, BIDV, HD Bank và VP Bank. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Đức nắm giữ hơn 347,765 triệu cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ 37,5%. Sau khi giao dịch hoàn thành, tỷ lệ sở hữu của ông giảm xuống còn 35,02%, tương đương 324,765 triệu cổ phiếu HAG. Trong thời gian diễn ra giao dịch, giá cổ phiếu HAG giao dịch quanh mức trung bình 7.584 đồng cổ phiếu. Với việc bán thành công 23 triệu cổ phiếu này, ông Đức đã thu về gần 175 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc vị trí xếp hạng của ông trong danh sách những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt cũng sụt giảm mạnh. Trước khi bán cổ phiếu, ông đứng trong top 10. Thời điểm hiện tại, Bầu Đức đã rớt xuống vị trí thứ 19 với tổng tài sản trên sàn chứng khoán đạt hơn 2.445 tỷ đồng. Ông Đoàn Nguyên Đức cái tên đình đám trong giới bất động sản với loạt dự án như chung cư Hoàng Anh Gia Lai Lakeview, khu căn hộ New Sài Gòn Hoàng Anh Gia Lai. Từ vị trí số 1 cách đây 10 năm 2008 và 2009 đã rớt hạng thê thảm. Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức giờ chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt trước hàng loạt các doanh nghiệp lớn khác. Giá cổ phiếu Vingroup VIX của ông Phạm Nhật Vượng hiện tại đã cao gấp hơn 10 lần so với cổ phiếu HAG của Bầu Đức. Khối tài sản của ông Vượng gấp 23 lần so với tài sản của Bầu Đức, nếu tính đầy đủ con số này có thể lên tới khoảng 45 lần. Vì sao Bầu Đức trở lại top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán? 24 tháng 3 năm 2017, 11 giờ 38. TPO thông tin được rất nhiều người quan tâm đó là việc cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai, HAG, phục hồi ấn tượng đã giúp Bầu Đức trở lại top 10 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Điều gì đã khiến tên tuổi Bầu Đức trở lại? Hơn một năm nay, câu chuyện nợ nần các ngân hàng của Bầu Đức và kết quả làm ăn kinh doanh không mấy sáng sủa của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai được xem là nguyên nhân khiến cổ phiếu HAG tuột dốc không phanh, có thời điểm rất thê thảm xuống dưới 5.000 đồng cổ phiếu. Theo thống kê trên sàn chứng vòng hơn 2 tháng qua, cổ phiếu này đã tăng đến gần 100% giá trị. Từ mức 4.970 đồng cổ phiếu hôm 19 tháng 1, đến phiên giao dịch sáng 23 tháng 3 năm 2017, HAG giao dịch ở mức 9.910 đồng cổ phiếu. Nắm trong tay gần 348 triệu cổ phiếu HAG tương đương với tỷ lệ 44,03%, với mức giá trên, số tài sản trên sàn chứng khoán của ông Đức là 3.446 tỷ đồng, đứng thứ 9 trong top những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, hơn người đứng ở vị trí thứ 10 hơn 330 tỷ đồng. Hiện, công ty mẹ Hoàng Anh Gia Lai đang phải gánh nợ cho các công ty con trong quá trình thực hiện tái cấu trúc tài chính giai đoạn năm 2010 đến năm 2012.
Nguyên nhân của việc HAG tăng giá một phần là do Hoàng Anh Gia Lai công bố đã chính thức được các ngân hàng giãn nợ, niềm tin vào cổ phiếu của Bầu Đức đã quay trở lại. Còn nhớ, cuối 2015, đầu 2016, là khoảng thời gian, xui xẻo, đeo bám đại gia đoàn Nguyên Đức, Bầu Đức, khi tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của ông liên tiếp gặp khó trong hoạt động kinh doanh, tài chính cũng như danh tiếng. Cuối năm 2015, tập đoàn này có hơn 8.000 tỷ đồng tiền đi vay. Riêng khoản vay ngắn hạn ngân hàng lên xấp xỉ 3.200 tỷ đồng. Cộng thêm vào đó, Hoàng Anh Gia Lai cũng ngốn nhiều tiền xây dựng các dự án dở dang như đầu tư hơn 10.600 tỷ đồng cho việc trồng và chăm sóc cây cao su và cây cọ dầu. Dự án khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai Myanmar có mức chi phí tăng lên gần 5.500 tỷ đồng. Chi phí cho nhà máy thủy điện cũng tăng hơn gấp đôi lên 3.300 tỷ đồng. Cũng trong thời gian đó, dư luận từng có lần thấy Bầu Đức lên tiếng cho rằng nếu không được tái cơ cấu nợ, có thể ông sẽ buộc phải bán bớt đi tài sản là một số vị trí, đất vàng, mà ông đang được giao quyền sở hữu. Ngày 16 tháng 5 năm 2016, Tiền Phong là tờ báo đầu tiên thông tin, Ngân hàng Nhà nước, với sự tham dự của nhiều cục, vụ chức năng đã họp bàn và xem xét thông qua đề xuất của các ngân hàng về phương án tái cơ cấu nợ cho City cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, Cũng theo nguồn tin của phóng viên, trong suốt thời gian qua, các cơ quan chức năng đã rất tích cực trong việc phối hợp xử lý và tạo điều kiện nhất trong khả năng có thể cho doanh nghiệp này được cơ cấu, sắp xếp lại và giãn nợ. Trong quá trình trình xin ý kiến chính phủ, chúng tôi cũng rất lưu ý đến những đặc điểm khó khăn khách quan mà Hoàng Anh Gia Lai gặp phải thời gian đó như cao su rất giá mạnh, tập đoàn gặp khó khăn về dòng tiền, một thành viên đã trực tiếp tham gia xem xét câu chuyện xử lý nợ của Hoàng Anh Gia Lai chia sẻ. Đồng thời ngay từ quãng cuối 2016, nhiều tin hiệu cho thấy giới nhà băng rất tin tưởng vào sự phục hồi từng bước của Hoàng Anh Gia Lai khi giá cao su cao trở lại, một số lĩnh vực của tập đoàn cũng tốt lên. Việc tăng giá mạnh của HAG trong thời gian gần đây đã giúp Bầu Đức trở lại top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán một cách ấn tượng. Và theo nhận xét trên sàn, sự trở lại này dù còn quá sớm để nói là chắc chắn nhưng là điều bất cứ nhà đầu tư nào cũng mong mỏi. Câu lạc bộ Thái Sơn Nam, hành trình trở thành thế lực của Futsal châu Á. 14h35 ngày 2 tháng 4 năm 2023. Ngày 2 tháng 4 năm 2022 đánh dấu tròn 15 năm hành trình ấn tượng từ con số 0 trở thành một trong những câu lạc bộ futsal hàng đầu của futsal châu Á của Thái Sơn Nam. Không chỉ tầm câu lạc bộ, lực lượng của đội bóng này còn là giường cột của The Team Futsal Việt Nam với hai lần góp mặt ở FIFA Futsal World Cup năm 2016 và 2021. Lịch truyền hình trực tiếp FIFA Futsal World Cup 2021. Đi lên từ con số 0. Thành lập câu lạc bộ Futsal Thái Sơn Nam vào thời điểm Futsal là bộ môn hoàn toàn xa lạ và không được quan tâm tại Việt Nam, nhưng với tâm huyết cùng khả năng quản lý của mình, Chủ tịch Trần Anh Tú đã từng bước xây dựng câu lạc bộ một cách bài bản với kế hoạch dài hơi. Đích thân ông Trần Anh Tú đã tự mình lặn lội đến các nước trong khu vực như Thái Lan hay xa hơn nữa là Tây Ban Nha, Ý, để tìm hiểu và học hỏi cách vận hành, phát triển của các nền Futsal hàng đầu thế giới áp dụng cho việc xây dựng câu lạc bộ. Ông cũng rất mạnh tay chi tiền để mời huấn luyện viên cũng như các chuyên gia hàng đầu từ Thái Lan và Tây Ban Nha để phát triển không chỉ đội chính mà còn chú trọng vào công tác đào tạo trẻ nhằm đảm bảo có được thành công lâu dài và vững chắc. Câu lạc bộ Thái Sơn Nam cũng trở thành đội thể thao tiên phong trong việc tự xây dựng lên nhà thi đấu của riêng mình với cơ sở vật chất hiện đại, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc tập luyện của toàn bộ hệ thống. Không chỉ đội nam, Thái Sơn Nam cũng là đội hiếm hoi phát triển cả đội nữ, với những cầu thủ được ký hợp đồng lâu dài và được quan tâm kỹ lưỡng không thua kém các đồng nghiệp nam. Tương tự đội nam, câu lạc bộ nữ cũng đóng góp nhiều thành viên giúp cho đội tuyển quốc gia Futsal nữ Việt Nam luôn nằm trong nhóm những đội mạnh của khu vực, trong đó nổi bất là vị trí thứ tư châu Á năm 2018. Thống trị trong nước, vươn tầm quốc tế. Chỉ một năm sau ngày được thành lập, câu lạc bộ Thái Sơn Nam đã giành được chức vô địch đầu tiên của mình khi lên ngôi cao nhất của giải vô địch quốc gia 2008, để rồi sau đó trở thành đội bóng số 1 trong nước với 11 chức vô địch giải vô địch quốc gia, trong đó có 6 lần liên tiếp lên ngôi từ 2016 đến 2021, 5 chức vô địch cúp quốc gia. Không chỉ dừng lại ở phạm vi trong nước, Thái Sơn Nam cũng nhanh chóng trở thành cái tên quen thuộc và tầm cỡ ở sân chơi châu lục khi có 6 lần tham dự giải AFC Futsal Club Championship, giải đấu quy tụ các câu lạc bộ futsal mạnh nhất châu Á. Với 3 lần đứng hạng 3 và 1 lần giành được vị trí Á quân vào năm 2018, câu lạc bộ Thái Sơn Nam trở thành một trong 5 câu lạc bộ có thành tích tốt nhất của giải đấu. Từ một đội tuyển không nhiều người biết, The Team Futsal Việt Nam chóng tạo tiếng vang lớn khi 2 lần liên tiếp đoạt vé tham dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup vào 2016 và 2021, và còn ấn tượng hơn khi lọt vào top 16 đội mạnh nhất. Thành tích lịch sử đó có sự góp công lớn của Chủ tịch Trần Anh Tú cùng câu lạc bộ Thái Sơn Nam khi đóng góp nhiều nhân tố cho đội tuyển ở cả hai kỳ World Cup. Futsal World Cup vào năm 2016 có sự góp mặt của 12 cầu thủ Thái Sơn Nam trong tổng số 14 người của đội tuyển quốc gia,
với năm 2021 thì con số đó là 8 gương mặt. Hướng đến thành công cao hơn, những thành công liên tiếp trong suốt 15 năm qua không làm cho Chủ tịch Trần Anh Tú cũng như Thái Sơn Nam dừng lại, mà vẫn không ngừng thúc đẩy câu lạc bộ hướng đến những thành công cao hơn nữa. Với những đổi mới từ bộ máy cùng việc không ngừng đầu tư vào hệ thống trẻ khi không ngừng mời các chuyên gia hàng đầu thế giới để phát đào tạo cho lứa cầu thủ mới ở những đội tuổi rất trẻ U12 để hướng tới những danh vọng cao hơn trong 15 năm tiếp theo.